6 điều nghe kỳ quái nhưng lại vô cùng bình thường ở các quốc gia trên thế giới. Mỗi nước đều có những luật lệ, truyền thống và đặc điểm riêng mà với những nền văn hóa khác thì đó có thể là điều kỳ quái và gây sốc. Một số phụ nữ ở Ấn Độ kết hôn với cây. Ở Ấn Độ, nếu các cô gái sinh nhầm vào manic, theo chỉ định học là không tốt và sẽ không hạnh phúc trong hôn nhân. Và họ bị dính lời nguyền làm hại sức khỏe của chồng. Do đó, người phụ nữ này trước hết phải cưới một cái cây để lời nguyền ứng lên cái cây. Sau lễ cưới, cái cây bị cắt bỏ và đốt, còn người phụ nữ sẽ được phép kết hôn với một người đàn ông khác. Trẻ mới sinh ở Hàn Quốc và một số nước được coi là 1 tuổi. Ngoài ra, trẻ thêm 1 tuổi không phải vào sinh nhật, dù họ cũng tổ chức sinh nhật mà là vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán. Vậy nếu một đứa trẻ sinh vào ngày 29 tháng 12 âm lịch thì điều đó có nghĩa nó sẽ được 2 tuổi khi sang ngày 1 tháng 1 âm lịch, mà thực tế nó mới được 2 ngày tuổi. Đường sắt trên cao xuyên qua chung cư ở Trung Quốc. Ở Trùng Khánh, Trung Quốc có một đường sắt trên cao đi xuyên qua tầng 6 của chung cư. Đây có lẽ là giải pháp thiết kế hạ tầng kỳ lạ với thế giới nhưng cũng từng được áp dụng ở Nhật. Ở Nhật có một số đường cao tốc đi xuyên qua tòa cao ốc thương mại. Cả một gia đình có thể ngồi vừa vào một chiếc xe máy ở Pakistan. Điều này vừa không an toàn vừa không thoải mái, nhưng khá phổ biến ở Pakistan và nhiều nước. Kinh tế khó khăn khiến nhiều người không có lựa chọn nào khác mà phải làm những điều kỳ quặc, đôi khi nguy hiểm. Ai Cập có quan niệm hoàn toàn khác về giao thông. Bạn có thể đi theo bất cứ hướng nào bạn muốn ở Ai Cập, rất ít trường hợp bị tước giấy phép. Tất nhiên, lái xe kiểu đó sẽ gây tắc đường và nguy hiểm cho những người đi xe máy, xe đạp, đi bộ. Luật giao thông chính thức ở Ai Cập thực sự cũng giống các nước khác trên thế giới, nhưng cảnh sát giao thông không để ý nhiều đến những người phạm luật. Đồ ăn nhanh ở Philippines có loại cỡ rất lớn. Lý do không phải là vì họ ăn nhiều hơn các nước khác, mà vì những người thích ăn chung cùng bạn bè. Bởi vậy, bạn bè thấy những suất khoai tây chiên cỡ lớn cho 6 người ở Philippines. Tương tự ở Ả Rập Saudi, các nhà hàng bán đồ ăn nhanh có cỡ lớn cho cả một đại gia đình. Ví dụ, họ bán cả rổ cánh gà đủ cho 10 đến 15 người ở KFC địa phương.